cấu hình Bitcoin này 2022 mới nhất của VNPT Đắk Lắk. Đợi mã này. Đợi. Đầu tiên là reset về cấu hình mặc định của nhà sản xuất. Đây, đằng sau nó có cái lỗ. Đây, nó có cái lỗ đây. Chọt cái cây vô. Để ý mấy cái đèn. Rồi, xong, giờ nó khởi động lại. Nó sẽ về cấu hình mặc định của nhà sản xuất. Rồi, bây giờ kết nối cái máy tính vô. Đây, cộng một sinh dương. Nối vô bọt. Bọt 1, bọt 2, diễn bước bọt nào cũng được. Set. Rồi, kết nối. Thêm. Rồi, mình đã cài được Firefox bản cũ 24. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành sau khi reset modem xong. Firefox địa chỉ của modem 1.568.1.1. Các bạn cũng phải tùy nha, các bạn phải tùy, các bạn xác định cho đúng cái địa chỉ IP của modem. Phòng những trường hợp nó sẽ có địa chỉ modem là khác thì để kiểm tra thì các bạn bật cái CMD của máy lên, Windows R CMD. Ở đây á, thì cái modem nó sẽ cấp IP cho cái máy tính, cho nên bây giờ các bạn muốn kiểm tra thì các bạn đánh thử IP config. Các bạn thấy không? Địa chỉ IP của mình là 1.9.2.168.1.2. Default gateway là 1.9.2.168.1.1. Default gateway tính là địa chỉ của modem. Ha. Ví dụ như 1.9.2.168.10.1 thì ở trên này địa chỉ máy của các bạn sẽ là 1.9.2.168.10.x, tùy máy cái modem sẽ cấp bao nhiêu. Ha, thì các bạn cứ đánh cái địa chỉ ở phía dưới default gateway vô là được. Rồi. Đây mình đánh 1.9.2.168.1.1. Thì do mới reset về cấu hình mặc định của modem cho nên bây giờ các bạn đánh vào cái một user và mật khẩu mặc định của modem. Không biết thì các bạn có thể lật mặt dưới của modem lên để các bạn thấy. Ha. Rồi, thì do là mình bây giờ nó sẽ bắt mình thay đổi địa chỉ mật khẩu của modem, nó không muốn mình sử dụng cái mật khẩu mặc định nữa. Thì mình sẽ đổi. Thì nó phải gồm này chữ cái thường này, chữ cái hoa nè, rồi một cái từ đặc biệt ví dụ như a còng nè, chấm dấu thăng nè, hoặc là dấu sao nè, và số tùy các bạn kết hợp sao cho hợp lý và dễ nhớ, và cũng đừng có thuộc cái giải mà như người ta cho đây, như ví dụ như là abc không a còng 13579, những cái đó thì nó sẽ mò sẽ rất là dễ. Rồi, lưu lại. Rồi, bây giờ bắt đầu mình đăng nhập lại bằng mật khẩu mới. Xong, login. Login thì bây giờ các bạn sẽ vào phần interface setup. Interface setup thì ở đây các bạn sẽ tạo một cái sẽ ấn nút tạo. Ở đây, create. Sau đó ở đây nó để chế độ là bridge, đây là VLAN ID như của mình là 11. Cái này thì sẽ tùy các bạn, tùy khu vực, tùy tỉnh thành
nó sẽ có cái VLAN ID là khác nhau. Thì do cái này của VNPT thì nếu các bạn không biết thì các bạn cứ gọi lên hỗ trợ của VNPT để các bạn hỏi. Sẽ rất là đơn giản thì người ta sẽ cho bạn biết là VLAN ID của các bạn là bao nhiêu. Đây, như của mình 11 thì mình sẽ điền vào đây là 11. Sau đó thì mình ấn nút lưu lại. Rồi sau khi lưu lại xong thì bây giờ các bạn nên vì cái của mình nó có là 2.4 với 5 chấm là cái wireless đó, mình cũng tắt đi bởi vì mình cũng không sử dụng đến. Lưu lại. Chờ cho nó chạy xong mình, cái đấy là mình đã tắt hết rồi ha. Rồi access bond. Rồi như cái của mình là sau khi tắt xong thì bạn nhìn trên cái modem mà nó sẽ có cái đèn mà 5G nó sẽ tắt. Rồi bây giờ mình access bond, mình off luôn cái 2.4G mình lưu. Rồi cái đèn 2.4G của mình nó cũng tắt. Tiếp theo là gì? Mình phải tắt DHCP đi đi. Đúng không? Mình tắt DHCP đi phòng cái trường hợp là cái cục mà modem này của mình nó lại cấp DHCP loạn lên. Thì mình cái DHCP mình sẽ để cho cái cục modem mà mình sử dụng sau này để cho nó cấp ha. Rồi, mình tắt luôn DHCP của cả IP version 6 và IP version 4 mình tắt hết. Lưu. Thì sau khi các bạn tắt theo về nguyên tắc DHCP thì về nguyên tắc thì nó sẽ không cấp được địa chỉ IP cho máy tính. Nhưng mà do máy tính nó đã nhận địa chỉ IP ngay từ ban đầu cho nên bây giờ nó vẫn sẽ dùng sử dụng cái địa chỉ IP đó. Chứ còn bây giờ cái modem của bạn là nó không cấp IP được nữa rồi. Đó, những cái máy mà nó có sẵn IP đã được cấp từ ban đầu thì bây giờ nó vẫn sẽ sử dụng được thôi. Đó, thì bây giờ bắt đầu mình qua một cái phần nữa là phần Advanced Setup. Rồi bây giờ các bạn phải làm gì? Group cái vô cái phần group bin. Rồi các bạn sẽ bỏ phần active. Rồi bây giờ các bạn muốn LAN 1 hay LAN 2 thì bây giờ ví dụ như tôi muốn là sử dụng LAN 1 để cấp bridge, tức là nó sẽ truyền tín hiệu từ modem của VNPT qua modem của mới của tôi. Sử dụng LAN 1. Sử dụng LAN 1. Và tôi ấn vô sử dụng WAN, WAN 1. Rồi, sau đó tôi ấn lưu lại. Rồi bây giờ chờ cho nó chạy ha. Thì sau khi nó chạy xong thì mình đã hoàn thành bước bridge. Rồi, sau khi hoàn thành bước bridge này thì bắt đầu mình sẽ cắm port LAN 1 từ modem của VNPT vào port 1 của cái modem mà các bạn muốn sử dụng. Rồi lúc nãy bạn khai LAN 1 thì bây giờ bạn sử dụng LAN 1 ha. Rồi ok, bây giờ tôi cài. Bây giờ tôi bắt đầu tôi cắm này. Đây. Mình sử dụng cái Raytech Vigo 2925 để làm modem chính. Được chưa? Thì đây là cái sợi cáp mình sẽ nối vào cái port LAN 1 ở trên modem của VNPT thì mình cắm vào WAN 1 của mình. Đúng không? Rồi, ok, sợi cáp đó. Sợi cáp của mình đây. Sợi cáp đây thì mình sẽ cắm vào WAN 1. Rồi, ok, sau khi mình cắm vô WAN 1 thì mình cắm vào WAN 1. Rồi, sau khi cắm vô thì bridge xong thì bây giờ tôi sẽ do cái modem chính mình đã cấu hình sẵn rồi ha. Cái modem chính mình đã cấu hình sẵn nên bây giờ mình sẽ vào một cái bước mình thử kiểm tra coi nó đã vào internet chưa hả. Rồi, bây giờ bắt đầu mình cũng sẽ bật cái phần kiểm tra IP lên. Bây giờ mình thử đánh lệnh bin 8.8.8.8 trừ t. Đấy, các bạn thấy không? Thì sau khi mình read xong qua modem chính thì bây giờ là mình đã có internet ha. Và cái modem chính bữa nay bây giờ sẽ làm nhiệm vụ thay cho cái modem của VNPT cũ của mình. Và cái modem VNPT cũ của mình nó chỉ có chắc có nhiệm vụ, tức là gì, nó lấy tín hiệu từ nhà mạng và nó truyền trực tiếp lên trên cục modem chính. Bây giờ chịu tải chính là cái cục modem chính ha. Ví dụ như của mình là 2925 thì với cái cục như 2925 này thì các bạn
ở phía sau các bạn sẽ làm được rất nhiều thứ, nó chịu tải rất là lớn. Bây giờ như phòng nét đồ là chạy sẽ rất là ok. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Chào các bạn nha.